Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc tạt axit trong một quán nhậu tại quận 7, mới đây, người đàn ông sinh năm 1986, quê ở Long An trong vụ việc, đã tử vong tại bệnh viện trợ giấy, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Đây là nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ án này. Phía bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nam bệnh nhân trên đã tử vong vào lúc 1 giờ 18 phút ngày 24 tháng 5. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, toàn hô hấp, tổn thương thận cấp, bỏng hóa chất 15% độ 2 tại mặt, thân, hai tay, chân phải, mắt phải, bỏng kết giác mạc độ 2 và 3. Ngoài ra, tại khoa mắt bệnh viện trợ giấy còn đang điều trị, theo dõi 3 bệnh nhân nam ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp liên quan vụ tạt axit trong bàn nhậu nêu trên. Trong đó, hai bệnh nhân nhẹ thì bỏng mắt độ 2 và thị lực đềm ngón tay trên 1 mét. Bệnh nhân còn lại có thị lực bóng bàn tay một bên mắt, bỏng độ 2 và cần theo dõi thêm. Như vậy, đã có hai người tử vong trong vụ tạt axit vào nhóm 8 người đang nhậu xảy ra tại quận 7. Trước đó, tối 22 tháng 5, một nhóm công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 ngồi nhậu ở hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, thì đặng hoàn toàn cầm theo can axit và giao đi tới. Người này tạt axit vào nhóm công nhân khiến một người tử vong và nhiều người bị phòng. Sau khi gây án, Toàn đã bị công an bắt giữ.